Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là sản phẩm chuột Lining mã GX9001, sản phẩm chuột chuyên dành cho game. Đây là vỏ hộp của sản phẩm. Ở ngoài vỏ hộp, các bạn có thể thấy ngay được dòng chuột này được khẳng định là dòng chuột chuyên dành cho game với chữ Gaming Mao ở đây. Sản phẩm chuột thì trang bị LED RGB. Đây các bạn có thể thấy đây. Các thông tin của chuột thì đều có chi tiết ở đằng sau của vỏ hộp. Chuột được trang bị chip Avago 3050, một dòng chip mà khá là cao cấp. Có 6 tốc độ chuột, ở đây các bạn có thể thấy 500, 1250, 1750, 2000, 5, 3000 và 4000. Đây mình sẽ cho các bạn theo dõi hơn. Tốc độ chuột là 60 IPS, bao gồm cả size, trọng lượng, led RGB. Các bạn có thể nhìn thấy đây, thông tin rất là đầy đủ. Sau đây thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem sản phẩm ở bên trong. Đây là sản phẩm chuột Lining GX9001. Được thiết kế đối xứng hai bên. Đầu dây khá là to và chắc chắn. Một lần nữa khẳng định thương hiệu chuột gaming đầu có mạ vàng dây là dây dù chắc chắn chống đứt có cục chống nhiễu mặt sau của chuột các bạn có thể thấy rất rõ ở đây mặt sau nó là mặt kính chứ không phải là các tấm fit bằng cao su mặt kính này thì các bạn có thể được coi là bất tử bởi vì nó sẽ không bị mòn trong quá trình sử dụng tem chính hãng lightning ở đây các bạn có thể để ý thấy Tốc độ chuột Ghi rất rõ ở đây Tương ứng với các màu khác nhau 500 1250, 1750, 2500, 3000 và 4000 Tương ứng với mỗi màu Là một tốc độ chuột Để cho các bạn dễ nhận biết Trong khi sử dụng là mình đang dùng tốc độ chuột nào Ở đây các bạn có thể nhìn thấy Hai bên Mặt nhám Đỡ chân chuột rất là nhiều Cầm thì rất là vừa tay các bạn thấy đây đây Nút cuộn và nút điều chỉnh DPI Được làm bằng kim loại Cảm giác lăn rất là thích Với các đường Cắt ở trên nút cuộn Bằng kim loại này Đây nút điều chỉnh DPI Nút back và forward Logo của hãng Lightning Logo hình tia set. Sau đây thì mình sẽ cắm chuột vào máy tính để cho các bạn được theo dõi đèn LED của sản phẩm. Đây là chuột Lightning GX9001 sau khi đã được cắm vào máy tính. Ở mặt sau này, các bạn không nhìn thấy đèn LED của mắt đọc. Thực ra thì mắt đọc có trang bị đèn LED hồng ngoại. Đây các bạn có thể thấy đây. LED là LED hồng ngoại do được trang bị chip xử lý Avago 3050 cao cấp. Ở xung quanh chuột và ở phần giữa, nút quận với nút điều chỉnh DPI, LED là LED RGB, đổi màu rất là đẹp. Các bạn có thể thấy đây, hình tia set này, màu sẽ được thay đổi khi các bạn nhấn nút thay đổi tốc độ chuột Mỗi một màu sắc này tương ứng với một tốc độ chuột khác nhau. Các bạn có thể xem ở ngay là sau chuột. Đây. Mỗi một tốc độ chuột tương ứng với một màu khác nhau. Giá bán lẻ của chuột Lightning GX9001 các bạn có thể tham khảo tại website m8computer.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.